Hey, chào các bạn. Sáng nay thì mới ra thăm nặng thay nước cho thức ăn rồi các bạn. Thì thất bại nữa rồi. Thấy cảnh là không mong muốn. Chưa có ngoài đây cũng dọn rồi hết rồi ha. Cắt cỏ rồi hết rồi nhưng mà không biết đường nào rắn nó lại vô được nữa rồi. Cắn chết luôn, chết trống luôn rồi. Chiếc này nó quất chết trống rồi, chết máy coi chạy, chết máy cái này nhát, ghép con khác nó nhát lắm rồi. Trống này không biết được sao luôn, nó cũng sợ lắm rồi mà sao gắn vô quần mình không hay ta, quá mập luôn. Chiều tối qua mình mấy nay cũng ở nhà không à, trời ơi. Nó nuốt vô tới đây nè. Chết quèo. Bó tay thiệt. Bên đây lúc nào cũng đặt cái bẫy rắn rồi hết mà sao nó không chui vô. Hôm nay nó không chui vô. Nó chui được vô lòng. Nhét mình đậy lại hết bên đây kín lắm rồi, thất bại nữa rồi. Chuồng quất kế bên thì không sao, chuồng quất kế bên này thì mấy con quất nó nhảy lên cao được. Hôm rày mấy lần quất không sao, chỉ làm như chuồng quất này nó kín hơn bên chuồng trích. Bó tay thiệt chứ, nản luôn. Chim cò gì tiêu dứt. Đang dọn bãi ngoài đó ra đây còn nhốt con chim trích nữa nè. Ồ, hết thời cho chim, nản quá. Dẹp luôn. Giải tán đam mê quá các bạn ơi. Gì đâu không mà chắc không nuôi trích nữa quá, thì nuôi cũng đâu có đi gác đâu, có gác quất à, vậy thôi nuôi quất thôi. Còn trốn ở đây không, sao mà vô được đây rồi, đặt bẫy đây mà nó không dính nè. Thất bại. Thôi chào các bạn nha. Tiêu em nó rồi. Chết trống thiết một chân của ông Bằng. Con mồi của ông Bằng mua mấy triệu đó. Mất ngón nè.